ngày 8 tháng 3 đã đến bên ta. Bao chàng phái yêu thương vợ thêm nhiều. Món quà tình thương to thật to, em không cần chi quà lớn, chỉ cần anh biết yêu và thương. Ngày đó em mong mình sẽ bên nhau, mua một đóa hoa không cần chi quà. Mỗi ngày cần anh không thờ ơ, quan tâm vợ con đầy đâu, dành tình yêu suốt đời cho em. Anh lo đi kiếm tiền mà không nhớ rằng vợ con ở nhà mòn mỏi trong anh. Xin em hiểu rằng vì cuộc đời mưu sinh, nhiều lần về đêm cho cả gia đình, bó mạch vợ con bao ngày qua. Hôm nay là anh sẽ hứa, vì vợ con sẽ làm em